một số đi xem xét ngoài đồng ruộng những cái yếu tố điều kiện thời tiết rồi thiên địch nó như thế nào và một số rầy. Thì như cái trong cái mình có cái ngưỡng nó khoảng bao nhiêu thì mình mới khuyến cáo cho nông dân phun xịt. Quần áo dài tay. Về cái kỹ thuật để mà để phun xịt thuốc á, thì hướng dẫn cho nông dân thì phải phun xịt theo cái nguyên tắc 4 đúng. Thứ nhất là phải đúng thuốc, khi ra phát hiện loại sâu bệnh gì thì phải mua những loại thuốc đặc trị để mà mình phun xịt. Thứ hai nữa là phải đúng lúc, đúng giai đoạn mà sâu rầy đang ở tuổi mẫn cảm nhất và bệnh thì mới chớm phát hiện. Thứ ba nữa là phải đúng liều lượng và cái nồng độ của nó. Và cái thứ tư nữa là phải đúng cách, đối tượng nào mình sẽ phun xịt ở đâu và mình đi như thế nào. Thì khi mà sản xuất ra được cái nông sản mà được an toàn á,